Hello các bạn, bạn đây là chiếc Kia Sedona, chiếc này 2018 máy dầu. Thì xe này đó chạy nó yếu nha các bạn, đạp ga lên không nổi nha. Thì mình sẽ mở bốn cái kim phun ra các bạn, rồi mở cái hộp nạp ra nha, để mình vệ sinh cho hộp nạp nha các bạn. Bốn cái kim phun thì mình sẽ đi cân lại nha. Cái hộp nạp của nó đây các bạn, cái này gọi là cái hộp ga nha, rất là dơ luôn. Mới cái này là mới ở bên ngoài thôi nha. Kim phun thì mình lấy đi cân trước rồi nha các bạn, còn cái hộp nạp thì mình sẽ mở ra vệ sinh sau ha. Bên trong của nó đây, móc cho các bạn xem nha. Rất là dơ nha, nhìn dơ lắm, nhìn toàn là mùi than không nha các bạn. Kia Sedona bên đây, chiếc này thì nó chạy bị bởi cái cốc lọc nhớt nha các bạn, thì hết nhớt. Chiếc này thì mình sẽ cậu cái máy ra ngoài mình làm nha. Chiếc này thì đời 2017 nha. Cái cấp lọc nhớt của nó đây các bạn, nó bể rồi, bể ra rồi. Chân mình cũng được ra, nó bể ra đây các bạn, nên nó chạy hết nhớt ra ngoài nha, rồi chạy bị bó máy luôn nha các bạn. Cái máy này còn rin. Sợ ý một tí mà phải làm lại cái máy rồi. Rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành mở lấy cái cổ nạp ra ngoài nha các bạn. Cái phần cổ nạp thì mình đã mở ra rồi nha các bạn. Gỡ ra ngồi rồi. Bên trong của nó đây, mấy cái chân xích bắp của nó. Lâu ngày các bạn, cái mùi than nó bám lại nha, nó rất là dơ nha. Cái này mình sẽ vệ sinh cho nó sạch sẽ. Thì cái hộp nạp xe này đó các bạn, tháo nó cũng dễ thôi chứ không có khó như mấy xe kia nha. Cái này tháo nhanh lắm. Bên trong của nó đây, giờ xe này chỉ còn tháo mấy chi tiết thôi các bạn là lấy được cái hộp nạp nha. Bây giờ mình sẽ vệ sinh cho nó sạch nha. Bên phần cổ nạp thì mình đã vệ sinh sạch sẽ rồi nha các bạn, sạch trơn nha. Bên đây là cái bộ làm mát của cái bộ lọc khí thải nha các bạn, nó tuần hoàn cái lượng khí thải nó hút về lại cái cổ bên đây nha. Nó có hai cái đường ống nước để nó làm mát đây các bạn. Bên là phần trong của hút đây. Còn những xe bên đây các bạn, chiếc này thì cái máy mình cẩu xuống để chuẩn bị rã cái máy ra nha. Còn Innova thì thay bộ phốt gít xếp bắp nha các bạn. Máy của nó. Ở phía sau cái này mình châm một bầu bình nhớt quạt ly tâm nha các bạn.
em mình nhớt ly tâm cho xe Mitsubishi Pajero ha. Chăm xong rồi các bạn, mình đang lắp vô nha. Cái này của bạn cũ của anh cho chú xe cầm lên này. Bây giờ mình sẽ tiến hành lắp lại nha các bạn. Lắp cô hút rồi lên. Cô hút rồi bắt phun nữa. Kia Sedona các bạn. Chiếc này vệ sinh hộp nạp với lại con kim phun thì mình đã làm xong rồi. Lắp lên đang cho máy nổ để kiểm tra lại nha các bạn. Nói chung là máy thì mình cũng test thử rồi. Giờ mạnh mẽ rồi nha các bạn. Các chi tiết của nó đây các bạn, thì cái máy này nó xài giống như là của Hyundai vậy nha các bạn, Hyundai Santa Fe nha. Thì bốn cây kim phun thì đi cân nó đều ổn hết nha. Mình chỉ thay bốn cái lông đền chân kim thôi các bạn. Mấy cái lỗ lông đền chân kim này nó cũng bự hết rồi nè, to hết rồi nè. Cửa lùa điện nè các bạn, mở là tự động nó chạy nha. Bên trong nội thất đây các bạn, xe rất là rộng rãi luôn nha. Để mình test thử cái ga nha các bạn. Mấy giờ bây giờ thì mạnh rồi các bạn, đạp là lên luôn nha, mạnh bốc rồi. Rồi video đến đây kết thúc, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nha.